Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của tin mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, tin mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Trung Quốc, tòa nhà 6 tầng đổ sập trong chớp mắt vì mưa lũ. Thưa quý vị, mưa lớn cuối tuần qua tại Quảng Tây, Trung Quốc đã gây ra tình trạng ngập lụt, lũ quét khiến nhiều nhà cửa bị sập. Theo CCTV, mưa lũ cuối tuần qua tại khu vực miền núi Quảng Tây, Trung Quốc khiến ít nhất 20 ngôi nhà bị sập, gần 400 người tại một ngôi làng phải sơ tán. Mưa lớn với lượng mưa trung bình trên 100mm đã gây ra tình trạng ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất ở nhiều khu vực tại đây. Một đoạn video được ghi lại bằng điện thoại và chia sẻ rộng rãi cho thấy nhiều tòa nhà cao tầng tại làng Weiyagu, thành phố Pese đổ sập trước sự chứng kiến của người dân địa phương. Một tòa nhà 6 tầng được nhìn thấy đổ sập trong tích tắc trước sự bất lực của người dân. Trong khi một tòa nhà khác nằm ngay cạnh một nhà trẻ cũng bị kéo sập vì lũ quét và sạt lở đất, lũ bùn cũng cuốn trôi nhiều xe cộ và các tài sản có giá trị khác. Theo báo Wang Xin News, tính đến 15 giờ ngày hôm qua, hơn 20 nhà dân trong khu vực bị sập, trong khi 23 ngôi nhà khác ngập trong nước lũ, bùn đất và rác. Giới chức địa phương đang phối hợp khắc phục các tuyến đường bị hư hại để ổn định lại giao thông, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Mưa lớn xảy ra ở Quảng Tây kể từ giữa tuần trước ảnh hưởng đến ít nhất 124.000 người, trong đó có khoảng 2.000 người được sơ tán đến các nơi an toàn. Theo cơ quan khí tượng thủy văn địa phương, mưa lớn dự kiến kéo dài đến giữa tuần này. Thưa quý vị, hiện nay Trung Quốc lại tiếp tục triển khai công tác kiểm soát lũ lụt sông Liêu Hà và công tác phòng chống ứng phó với mưa lớn ở miền Bắc. Hôm nay, Văn phòng Tổng cục Quốc phòng và Cục Quản lý Khẩn cấp tiếp tục tổ chức hội nghị truyền hình đặc biệt về kiểm soát lũ lụt, hướng dẫn chỉ số quốc phòng Liêu Ninh, tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát lũ lụt sông Liêu Ninh, gia cố bờ bao của sông Rao Giang và hệ thống thoát nước của các khu vực bị ngập lụt, và triển khai các khu vực có lượng mưa lớn để thực hiện các biện pháp kiểm soát lũ lụt. Vào lúc 18 giờ 20 phút ngày hôm qua, sau 6 ngày 5 đêm chiến đấu ác liệt về mọi mặt, đoạn 4 sông Rao Giang Su ở thành phố Payin, tỉnh Liêu Ninh đã được phong tỏa và đóng thành công. Cục Quản lý Khẩn cấp nhấn mạnh phải tiếp tục làm tốt 5 điều kiên quyết, một là tuân thủ hai trước, tăng cường công tác nghiên cứu nhận định nguy cơ phòng chống lụt bão, tổ chức quần chúng để chuyển giao và tránh rủi ro trước và thực hiện hiệu quả tất cả các thay đổi cần thiết cần được chuyển giao sớm để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân. Thứ hai là tuân thủ các từ ngữ nghiêm ngặt và thực hiện các hệ thống trách nhiệm kiểm soát lũ lụt khác nhau với hệ thống trách nhiệm của người đứng đầu hành pháp là cốt lõi, đặc biệt là củng cố trách nhiệm quốc phòng cấp cơ sở và thực hiện các biện pháp trách nhiệm khác nhau để cảnh báo sớm, chuyển giao ứng cứu khẩn cấp và thiên tai cứu trợ vào chốt để đảm bảo an toàn mùa mưa lũ. Thứ ba là tuân thủ sự chỉ huy thống nhất, phát huy hết khả năng phối hợp tổng thể và lợi thế nghiệp vụ của các bộ phận liên quan, tăng cường công tác kiểm tra, phòng thủ các nhánh chính và phụ của sông Liêu, tổ chức gia cố, chống xâm thực, sửa chữa bờ bao sông Rao Giang sau khi đóng cửa, thúc đẩy tiêu úng có trật tự khu vực càng sớm càng tốt. Thứ tư là tuân thủ việc đi trước của trạm kiểm soát, thực hiện cơ chế gọi và phản hồi, cảnh báo sớm trực tiếp đến người có trách nhiệm ở cấp cơ sở, cải thiện cơ chế liên kết giữa cảnh báo sớm, khí tượng và ứng phó khẩn cấp, cải thiện công tác nghiên cứu kinh doanh và cơ chế phán đoán, tổ chức hiệu quả công tác phòng chống bão lụt. Thứ năm là bám sát định hướng vấn đề, tăng cường công tác điều tra rủi ro các bộ phận trọng điểm như sông, hồ, các đoạn kè nguy hiểm. Các công trình đi qua kè, các hồ chứa vừa và nhỏ nhấn mạnh các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai lũ lụt, tai biến địa chất. Quan trắc các khu vực vùng trũng thấp đô thị dễ bị ngập úng các hồ chứa, kiểm tra các đập kiểm tra hồ chứa để kịp thời phát hiện sự cố và loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn. Bộ Quản lý Khẩn cấp đã tổ chức đội cứu hộ cứu hỏa toàn diện quốc gia để điều động 47 xe cứu hỏa, 228 lính cứu hỏa, 32 thuyền và 12 máy bay không người lái để thực hiện công tác cứu hộ và cứu trợ thảm họa ở sông Rao Giang với 3.900 lính cứu hỏa, 740 phương tiện vận tải, 280 thuyền đã đóng quân trên tuyến đầu của các đoạn quan trọng của sông Liêu Hề do bão thổi máy bay quay tròn trên đường băng ở Trung Quốc.
Thưa quý vị, trận bão với cường độ mạnh ở Trung Quốc làm máy bay xoay tròn trên đường băng, tàu thuyền bị lật và làm ít nhất 11 người thiệt mạng. Theo Reuters, trận bão đổ bộ vào thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô vào tối 2 ngày trước làm ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 102 người khác bị thương. Truyền thông Trung Quốc đã đăng tải video ghi lại cảnh ở một sân bay tại Nam Thông khi một máy bay bị gió bão thổi quay tròn trên đường băng. Gió mạnh đã làm nhiều gốc cây bật rễ, xé toạc mặt tiền của các tòa nhà và thổi bay các mảnh vỡ gây nguy hiểm dọc trên các tuyến phố. Phần lớn người bị thiệt mạng là do bị cây hoặc cột điện đè trúng hoặc bị thổi rơi xuống sông Dương Tử. Ngày hôm qua, Trung Quốc mở cuộc tìm kiếm 9 thủy thủ bị mất tích từ một tàu cá bị lật trong cơn bão. Hiện có 2 người đã được tìm thấy, khoảng 3.000 người đã phải sơ tán khi mưa đá trút xuống khu vực. Trong khi đó, gió bão thổi với vận tốc khoảng 162 km/h, theo chính quyền Trung Quốc cho biết. Nam Thông có 8 triệu dân và nằm ở bờ bắc sông Dương Tử. Nhiều ngôi nhà tại thành phố đã bị hư hại nghiêm trọng sau trận bão, theo giới chức địa phương cho hay. Và mấy ngày vừa qua, mưa vừa đến mưa to đã giảm xuống ở các khu vực phía bắc Trung Quốc, đông bắc Trung Quốc và các nơi khác, bao gồm mưa lớn ở các khu vực của Bắc Kinh, Hà Bắc, Cát Lâm và những nơi khác. Theo dự báo, từ ngày mai đến giữa tháng 8 này, sẽ có mưa to đến rất to và có nơi mưa rất to cục bộ ở khu vực Đông Bắc, Tây Bắc, Trung và Nam Bắc Bộ, Bắc sông Hoàng Hải và chi lưu giữa sông Phen và sông Thiểm Tây, hạ lưu sông Đa Wen, sông Chiêu Kinh ở lưu vực sông Hoài Hà, sông Hun ở lưu vực sông Song Liao và sông Tùng Hoa thứ hai sẽ trải qua quá trình lũ lụt và một số sông trong mưa bão khu vực có thể bị ngập lụt vượt quá giới hạn cảnh báo. Hôm nay, Liu Wenping, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi đã tổ chức cấp vụ cục đơn vị liên quan của Bộ Thủy lợi và nhóm chuyển hướng Nam Bắc tiến hành tham vấn kiểm soát lũ, phân tích và nhận định mưa, tình hình nước, lũ khu vực Bắc Bộ theo từng giai đoạn, đồng thời bố trí triển khai công tác phòng chống ứng phó mưa lũ. Cuộc họp kêu gọi tăng cường giám sát, dự báo và cảnh báo sớm, tăng cường công tác kiểm soát lũ an ninh và các hồ chứa vừa và nhỏ, các hồ chứa nguy hiểm và rà soát các hồ đập phòng chống hiệu quả lũ lụt và thiên tai lũ lụt trên các sông vừa và nhỏ và làm tốt công tác kiểm tra bảo vệ công trình tuyến giữa của dự án chuyển hướng nước Nam Bắc và các tuyến sông vượt sông để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và an toàn công trình quan trọng. Bộ Thủy lợi duy trì phương án ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt cấp 4 tại các khu vực nêu trên. Hàng ngày có thông báo gửi các chi cục thủy lợi cấp tỉnh liên quan một tỉnh, một lệnh thông báo danh sách các quận, huyện, hành chính và các hồ chứa trong phạm vi bao phủ của lượng mưa 50mm hoặc 25mm và yêu cầu mục tiêu. Chúng tôi đã làm tốt công tác phòng ngừa và đã cử 5 nhóm công tác đến Hà Bắc, Thiên Tân, Sơn Tây và Thiểm Tây để hướng dẫn. Ủy ban bảo vệ nguồn nước sông Hoàng Hà và Hải Hà của Bộ Tài nguyên nước đều đã bắt đầu ứng phó khẩn cấp cấp độ 4. Nhóm phân luồng nước Nam Bắc đã triển khai ứng phó khẩn cấp chống lũ cấp 4. Những người phụ trách có liên quan đã kịp thời đến ứng trực, thực hiện giám sát và kiểm tra phòng chống lũ lụt, tổ chức lực lượng ứng cứu sẵn sàng, ứng cứu khẩn cấp chuẩn bị cứu hộ. Các sở chỉ huy của Thiên Tân, Sơn Tây, Thiểm Tây, Sơn Đông và các nơi khác đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 4 về phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán, đã làm tốt công tác phòng chống mưa bão. Đập Chu Suzian Station ở tả ngạn sông Rao Giang ở Paji, Liêu Ninh đã được đóng thành công. CNA News từ Thẩm Dương ngày hôm nay cho biết vào lúc 18h20 phút ngày hôm qua, đập của đoạn Suzian ở tả ngạn sông Rao Giang ở thành phố Paji, tỉnh Liêu Ninh đã sửa chữa thành công. Bị ảnh hưởng bởi nhiều trận mưa và sự gia tăng lượng nước ở thượng nguồn, mực nước của nhiều con sông ở Pajin tiếp tục dâng cao và sông Rao Giang gây ra trận lũ lớn nhất kể từ khi các hồ sơ thủy văn được ghi nhận. Vừa qua, đoạn thứ tư của đập Paesu của sông Rao Giang bị vỡ, chính quyền tỉnh và thành phố Liêu Ninh ứng phó khẩn cấp, công an, phòng cháy chữa cháy, cảnh sát vũ trang và các ban ngành liên quan đã tích cực chuyển dân xây đập ngăn lũ, đảm bảo vận chuyển hàng hóa. Sáng sớm ngày hôm qua, khi con đường dẫn và đoạn đê bị vỡ đã được thông thoáng, trận địa phong tỏa chính thức bắt đầu. Với sự chung sức của nhiều bên, vụ vỡ đập đã được khép lại thành công vào lúc 18h20 phút ngày hôm qua. Được biết, đội cứu hộ cũng sẽ sửa chữa và gia cố chỗ bị vỡ để đảm bảo sự an toàn và ổn định của con đập. Việc thoát nước và các công việc liên quan khác đang được tiến hành một cách có trật tự.
Phúc Kiến 76 người chết, 79 người mất tích, hơn 2,6 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Quý vị thân mến, theo tin tức mới nhất từ Văn phòng Kiểm soát lũ lụt tỉnh Phúc Kiến, kể từ một tuần nay, tỉnh Phúc Kiến đã lần lượt hứng chịu những trận mưa lớn và gây ra những thảm họa thứ cấp như lũ lụt và lở đất. Tính đến 16 giờ ngày hôm qua, tại tỉnh Phúc Kiến đã có 76 người thiệt mạng và 79 người mất tích, cùng 2,6591 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Theo Văn phòng Kiểm soát lũ tỉnh Phúc Kiến, trận mưa xối xả đã làm mới hồ sơ lịch sử về lượng mưa ở nhiều nơi ở Phúc Kiến gây ra thảm họa thiên nhiên hiếm có trong lịch sử. Minyang, Yuliangyang, Chengyang và một số lưu vực đầu nguồn khác đã nhiều lần trải qua lũ lớn và vượt mức cảnh báo, vượt có mực nước đảm bảo và vượt quá độ cao của bờ kè, và lũ lụt thảm khốc cục bộ xảy ra đã gây ra các thảm họa thứ cấp nghiêm trọng như sạt lở đất và dòng chảy đá vụn. Theo thống kê, một tuần qua, 4 quận có lượng mưa vượt quá 500mm, đó là Lus 618,5mm, Weishishan 611,5mm, Puchen 526mm, Yanyang 514mm, 400mm đến 514mm là 7 hạt với 499,9mm, 14 hạt với 300mm đến 399,9mm và 21 hạt với 200mm đến 299,9mm. Trong số đó, 64mm mưa đã rơi ở Luster trong 1 giờ, 119mm ở Liancheng trong 3 giờ và lượng mưa là 1 lần trong 30 năm. Lượng mưa đo được 225mm trong 6 giờ và lượng mưa vượt quá 1 lần trong 100 năm. Núi Yuyi nhận được 327mm trong 24 giờ, lớn nhất trong lịch sử lượng mưa. Mưa xối xả khiến dung tích chứa của các hồ chứa khác nhau ở Phúc Kiến tăng mạnh và lưu lượng đỉnh của hồ Shangkui đạt 21.200 m3 mỗi giây, trận lũ lớn nhất trong lịch sử với chu kỳ hoàn lại một lần trong vòng 100 năm. Lưu lượng đỉnh lũ của hồ chứa Minyang Shuku đạt 32.000 m3 mỗi giây với chu kỳ quay lại một lần trong 30 năm. Một trận lũ kéo dài 20 năm một lần đã xảy ra ở Bắc Tây của sông Yêu Long, một trận lũ kéo dài 15 năm một lần xảy ra ở sông Thiên Giang và một trận lũ vượt quá mực nước cảnh báo cũng xảy ra ở Xinjiang. Lượng mưa tập trung dài ngày, cường độ lớn, diện rộng đã gây ra lũ quét, nước sông dâng cao, thường xuyên xảy ra tai biến địa chất, làm sập một số lượng lớn nhà cửa hư hỏng, cơ sở hạ tầng ngập lụt, làng mạc, thị trấn bị thiệt hại nghiêm trọng. Tính đến 16 giờ ngày hôm nay, theo thống kê sơ bộ, có 8 huyện, thành phố, 60 quận, huyện và 664 thị trấn thuộc tỉnh Phúc Kiến, bao gồm Nanping, San Minh, Lengyan, Yangju, Tuyền Châu, Ninh Đức, Fuyu và Phủ Điền. 10.000 người bị ảnh hưởng, 527.300 người phải chuyển đi khẩn cấp, 44.200 ngôi nhà bị sập, 76 người chết và 79 người mất tích. Hiện tại, tình hình thiên tai vẫn đang được thống kê thêm. Trước tình hình thiên tai, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Phúc Kiến đã không quản ngại khó khăn, gian nguy, đoàn kết như một, chiến đấu không ngừng. Tối ngày hôm qua, Sở Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Phúc Kiến lại ra thông báo yêu cầu tất cả các địa phương tiếp tục làm tốt công tác cứu trợ thiên tai và triển khai công tác tái thiết sau thiên tai. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận video phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!